Ok, xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục mở con Zealot S87 này ra. Đây là mẫu mới mọi người nhé. Đây, con này đây. Con này thì được trang bị cổng USB này, cổng sạc Type-C và nó có một cổng out 5V mọi người nhé. Out 5V ở đây luôn ha. Ok, và bây giờ thì em sẽ tiến hành tháo ra luôn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cài theo cái mép này. Tiếp tục mình cài lên cái mép này luôn ha. Con này thiết kế có quai đeo mọi người nhé. Mình keo ra luôn. Rồi. Ok, trước tiên thì đây là cái hộp e-căng ở bên ngoài của nó đây mọi người này. Được chưa? Khi mà tháo ra thì nó sẽ có như vậy ha. Đó, của Zealot em bỏ qua một bên ha. Rồi hiện tại thì mọi người cũng đã nhìn thấy này, em đã tháo ra rồi ha. Đây khối này là khối mặt của nó nằm ở trong đây này. Đấy. Rồi trước tiên thì em sẽ tháo cái này ra mọi người. Trước tiên thì sẽ tháo cái này là cái móc gắn để mình gắn quai đeo mọi người. Rồi đây. Ok. Sau đó thì em sẽ tháo cái mặt này ra luôn ha. Ok. Rồi, thì chúng ta đã thấy xuất hiện bên trong là các phím chức năng này mọi người. Đây, các phím chức năng này. Tiếp tục bây giờ em sẽ tìm cách tháo cái màn cộng hưởng này ra ha. Ok, và tìm cách cạy cái màn cộng hưởng này ra này. Cạy theo mép này này mọi người. Cạy cái này nó cũng dễ hay gãy chấu lắm mọi người. Mà cười cạy từ từ thôi nha. Đó. Ok, mình sẽ ra cái mặt ốp của cộng hưởng rồi ha. Tiếp tục em tháo bên còn lại này. Rồi, ok, nó cũng ra rồi ha. Rồi, sau đó thì em tiếp tục em sẽ tháo cái màn cộng hưởng này ra luôn ha. Đây mọi người, mình sẽ vặn cái này ra luôn. Đấy, ok, là được thêm cái nắp ra rồi. Ok mọi người nha. Và bây giờ em lấy luôn cái mặt cộng hưởng của nó ra này. Đây, đã ra được một bên rồi đó. Thì ở bên trong này mình đã thấy con là mặt LED mọi người nhé. Con này xài chung với cái mã LED của con S67 Pro nhé. Chắc là sắp tới sẽ có phiên bản S67 Pro đó mọi người. Phiên bản mới được nâng cấp ấy. Nhưng mà chưa có thông tin gì cả. Đấy, đây thì có bảng mặt đây rồi này. Ok, hiện tại thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo các con ở trong đây ra luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ tháo tiếp mấy cái mặt này ra luôn này. Ok, hiện tại thì em đã tháo ra rồi đó. Và bây giờ em sẽ tách đôi cái này ra luôn ha. Bóc ra luôn này. Rồi.
chúng ta thấy rồi đó mọi người. Nhưng mà dây của con này đang làm rất là ngắn luôn mọi người ơi, dây của nó đang làm ngắn lắm. Đây, để em tìm cách xả ra luôn ha. Con này nó làm dây ngắn quá mọi người, phải xả luôn cái mặt công suất của nó ra luôn. Rồi, ok, thì hiện tại là mình kiểm tra xem còn ốc nữa không mọi người nhé. Rồi, giờ sẽ lấy cái mặt ốp này ra. À, bây giờ thì mình đã thấy khối pin này, mặt công suất này. Đấy, khối pin mặt công suất của nó đây rồi. Em sẽ tháo ra luôn mọi người ha. Rồi. Chắc mọi người giật muốn điên luôn á. Rồi, rồi cơ bản thì mình đã thấy con này rồi mọi người nhá. Con này chắc là nó in mặt đây này. Đó. Này con này tù nhiều quá mọi người nhé. Chip xử lý con này cũng là ATS ATS 2853 mọi người nhé. ATS 528 chip action mọi người nhé. Bên này con xử lý này là Acme. Còn mấy cuộn cảm này. Ok, hai lô, con này là sử dụng hai loa bass, hai loa mix bass và hai loa phép mọi người ha. Đây. Ok. Phía sau thì có các cổng kết nối này. Đây. Jack, USB, thẻ nhớ này, cổng sạc này và cổng 3.5. Đây này là hai jack led. Con này đổ một tráng một lớp keo phía sau mọi người. Mặt con này sử dụng mặt đen. Ok. Rồi ok, tiếp tục em sẽ tháo ra thêm ha. Rồi, đây là pin của nó nha, khối pin của nó này. Hai khối pin của nó. Pin con này là sử dụng pin 7V4 18650 mọi người nha, pin 18650 3C. Con này là 8000 mAh nhé. 8000 mAh, hai cục này là 16000 mọi người nhé. Ok chưa? Em bỏ qua một bên nha. Rồi, bây giờ em sẽ xả cái củ loa bass này ra cho mọi người xem. Rồi, bây giờ em là tiếp tục em tháo ra luôn đi. Tháo cái mặt này ra xong em xả ở đây cho nó dễ đi. Rồi bây giờ em sẽ lấy các củ loa ra mọi người ha. Xả mấy củ loa này ra luôn. Cảm giác phá những con loa mới mới này rất là thú vị mọi người nhé. Đây. Nó có cái ron. Rồi, ok. Tiếp tục thằng này. Rồi.
Ok. Rồi xong, đã xả mấy củ loa này ra rồi đó. Coi như hộp bóc này cứ bỏ một bên đi. Rồi tính sau thì em sẽ xả cái này ra. Mà nó cũng chẳng có gì để xả mọi người ơi. Không có gì để xả hết. Tại vì đây là hộp bóc này. Cô đổ loa mic trep này. Loa trep thì nó sẽ làm hộp riêng đây này. Nó chưa sơ về hộp bóc ha. Đó. Còn phía đây thì nó hai vì led. Hai vì led thì nó cũng đi dây ra phía sau thôi, em khỏi tháo luôn. Hai vì led này. Còn mặt phía sau này thì nó sẽ chứa khoang pin và bo mặt công suất nha. Pin và mặt công suất nó sẽ nằm ở phía sau này. Ok, rồi bây giờ em sẽ bỏ ra ha. Đây mọi người, chúng ta sẽ có hai củ loa mix bass và hai củ loa trep mọi người ha. Con này thì sử dụng trep từ neo mọi người nha. Đấy. Con này sử dụng trep của S27 Pro. Đây, trep này. Ok. Rồi, còn củ loa bass của nó này. Con này là cũng sử dụng củ loa của S27 Pro luôn nha. Trung mã với S27 Pro. Đấy. Loa của nó này. Nhìn loa ấy. Con này từ từ Ferris mọi người nha. Từ Ferris mọi người có thể là thấy ở đồng bên trong này. Ok chưa? Ok. Bây giờ thì tiếp tục em sẽ xả mấy cái dây dắt của hộp bóc vào ra luôn nhé. Em xả hết ra luôn. Rồi, mình sẽ xả luôn mấy cái dắt dây này ra luôn. Đổ cho nó ngập tràn luôn. Cho nó tự lừa luôn. Cho nó uống ngập nước luôn mọi người. Này khó cày ra lắm, keo nó bám một chắc dữ lắm. Cho mọi người xem luôn. Đây nè. Đây, hộp bóc. Rồi ok, đã ra rồi đó mọi người. Chưa? Này là còn cái jack led này thôi. Rồi để em xử lý cái jack led này luôn cho. Chưa? Cái ra rồi đó. Hai mặt ra rồi. Lấy cái jack led ra luôn nha. Để làm xong hôm sau chết keo lại sau. Cứng quá, cứng luôn. Bám chắc thiệt sự luôn ạ. Tốn mồi quá.
sẽ chắc không? Bám chắc lắm mọi người, em dùng lực hơi bị mạnh luôn á. Rồi, chắc cỡ nào rồi cũng phải ra thôi. Một là hư, hai là ra. Được. Ok. Thành công. Đã phá thành công mọi người nhé. Chung là loa mới nhưng mới về, nhưng mà hy sinh tháo ra cho mọi người để mọi người xem, mọi người thấy không? Rất là có tâm phải không? Tháo ra cho mọi người xem luôn. Ok. Rồi em tháo cái này luôn nha. Đây, tháo mấy cái vít này luôn. Led này. Đấy, thì led ra rồi mọi người này. Được chưa? Led này nó đang trang bị là 6 con led mọi người nhé. 6 con mà sáng dữ lắm nha. Rồi. Ok. Rồi, hiện tại đã tháo ra rồi mọi người nha. Rồi tiếp tục tới thằng này. Rồi, tiếp tục em sẽ xả thằng này ra luôn mọi người. Rồi, ok. Đổ keo cho mới được mọi người. Đổ keo vô nó dễ ra hơn. Khi mà mình là tháo ra như này này mọi người, lắp lại nên mình nên vệ sinh cho nó kỹ mọi người nhé, để không những cái mạc này nó rơi vô trong cái củ loa đó thì nó dễ bị cả côn mọi người nhé, rơi những cái tạp chất này vào á thì giống như những cái vùng nhỏ nhỏ này này nó sẽ dễ bị cả côn đó mọi người. Đây, tháo luôn cái vỉ bó khiển ra luôn này, cái phim chức năng xem. Đấy, ok chưa? Rồi, hiện tại thì mọi người cũng thấy đây là hộp bóc mặt trước của nó này. Trang bị là hai củ loa mix bass và hai củ loa trep. Thấy chưa? Phần khung sườn này thì nó sẽ để là cái mặt phím bấm nhá. Đó, còn bên trong này. Được chưa? Đó. Rồi còn cái mặt sau của nó mọi người này, mặt sau này. Sau nữa cái giá chủ đỡ này. Nằm ở đây nhá. Sau đó thì con này cũng có một cái ron ở đây này, ngay ở vì lớp này này mọi người, có một cái ron đấy. Sau đây thì em cài hết ra những cái lỗ này. Khi mà mọi người tháo ra thì để ý những chán bít kỳ những cái lỗ này này, nó sẽ thoát hơi ở đây này. Ok chưa? Đó, cái này vào đây. Đây có một cái các cổng chức năng ở đây mọi người nhé. Các lỗ cái chức năng này. Ok mọi người, hiện tại thì em đã tháo ra cho mọi người xem các bộ phận của con loa S87 đây mọi người nha. S87 này, nó sẽ được trang bị là hộp bốc của nó đây mọi người ha. Soi gần cạnh hộp bốc cho mọi người. Hộp bốc thì nó sẽ trang bị hai cái hộp loa trep riêng nha. Loa mid bass đây là hai củ loa mid bass và hai củ loa trep. Thì nó sẽ thêm hai vỉ led này mọi người ha. Còn đây là hai thớt pin mọi người này. Pin con này là 18650. 3C mọi người nha. Con này thì 7.4V 8000mAh trên một thỏi này nhé. Nó sẽ có hai cục như vậy. Cục bên này cũng vậy luôn này. Đấy. Thấy chưa? Rồi, con này thì nó sẽ có mặt công suất của nó như này đây mọi người. Đây. Tiếp xử lý của nó đây mọi người này. Xử lý này, ATS này. Đó, thấy chưa? Đây. Con này sử dụng chung mặt với lại con S67 Pro mọi người nha. Đây, thấy chưa? Chắc là trước đây thì người ta định làm cái phiên bản này cho tên là S67 Pro, nhưng sau này là người ta làm thành S87 luôn mọi người. Thấy chưa? Mặt sau này phim chức năng của nó này, cổng USB này, một sạc Type-C và một cổng sạc AUX 5V ngược ra nhé, có thể hay cắm thẻ nhớ đây này.
đấy, cảm này, XC này, mặt này màu đen mọi người ha. Đây là led, vị led của nó này, 6 con led. Đây là củ loa mid jack của nó này. Con này là kép lùa mọi người nhé. Còn đây là củ loa mid bass này. Từ neo ha. À quên, từ ferrit mọi người nhé. Con này từ ferrit, lộn. Con ở dưới mới từ neo, tên loa chép mới từ neo. Nổ này. Đây chưa. Rồi bây giờ em sẽ đo củ loa bass này cho mọi người xem này. Phủ bì của nó được bao nhiêu nha. Phủ bì của con này thì nó cỡ tầm, ấy dạ, nó dính bên kia luôn á. Cỡ tầm 7 phân rưỡi mọi người nhé. Phủ bì này nó tầm 7 phân rưỡi mọi người nhé. Đấy. Còn nếu về tính in á, thì nó sẽ còn được bao nhiêu. Xem gần 3 in mọi người nhé. Gần 3 in ha. Đấy, còn mặt đáy của nó nhé. Cái mặt đáy của nó này. Từ này từ ferrit. Đấy. Tầm 2 in rưỡi mọi người nhé. 2 in rưỡi. Còn chiều dày của nó này. 2 in rưỡi thì cỡ tầm 6 cm. Để con nào. 2 in rưỡi của con này là bao nhiêu? Từ củ bì của nó luôn ha. 6 phân rưỡi ha. Đấy, củ bì của nó. Rồi để em sẽ đo cái chiều so cao của từ cái mặt trên của loa này xuống đây. Nó cỡ tầm 5 phân rưỡi mọi người ha. Độ cao của củ loa ấy. Đấy. Còn mặt 500 này. 500 cỡ tầm 1 phân rưỡi này. Còn phủ bì luôn là 2 phân rưỡi mọi người ha. Đấy. Ok chưa? Còn loa chép này từ neo. Không cần phải đo luôn. Ok mọi người ha. Ok, hiện tại thì em đã tháo hết tất cả nội thất cho mọi người xem. Ở bên đây thì nó có phụ kiện gồm có thêm các rong này mọi người này, rong cho loa chép, loa bass này, rong viền cao su ở cái mặt ốp này. Đây các dây dắt này, các phụ kiện kèm theo của nó đây mọi người này. Đấy. Thì mọi người thấy thế nào? Mọi người có thể là bình luận bên dưới nhé. Đánh giá con này, xem con này như thế nào, độ build, chất build của nó như thế nào. Đấy, con này cũng gần loa cao su mọi người này ha. Cái thứ hai là mọi người có thể là bình luận bên dưới, và mọi người muốn em tháo tiếp cái loa nào nữa thì cũng comment ở bên dưới nhé. Đấy. Và mọi người cũng đừng quên mà follow kênh cũng như là thà like hoặc chia sẻ cho em với nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha.